Vâng, chào anh Trang. Hello, Em chào Ngọc Hiếu em gái. đó. Vâng, Chào anh anh chị và Trang các bạn bên trong đó. diễn đàn. Có nghe Nói chung thấy thì cái thông tin mà bọn cái bọn Châu Xanh Mọi Dợ nó tuyên truyền cho người dân là phải mua vôi bột thật nhiều, mua ớt bột thật nhiều trộn vào ném vào cảnh sát, rồi nó kêu là bây giờ nó mặc đồ cảnh sát, giả danh cảnh sát để trà trộn vào cái đám biểu tình để đâm vào người dân để đổ tội cho cảnh sát không anh? Đó, nó là ừ như thì anh có nghe thông tin đó. Nói chung thì nên chúng ta live stream, chúng ta cố gắng giữ cái sự bình tĩnh để đặng mà mình kêu gọi bà con thức tỉnh, kêu gọi những người mà dân có sự hiểu biết, mình hết sức đề cao cảnh giác để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc hiện nay. Tụi nó sử dụng những cái phương thức trên mạng để đặng mà nó loan truyền những cái tin nó giật gân, và nó tìm đủ mọi cách để đặng mà kích động những người nhẹ dạ cả tin. Thì tình hình như hiện nay thì nói chung thì anh em chúng ta live stream lên, mình phản đối và mình kêu gọi bà con bình tĩnh, kêu gọi bà con cố gắng là thức tỉnh để đặng mà đề cao cảnh giác, không nên gây đến những cái hành động mà gây rối bạo loạn như vậy. Nó mang tính cách phá hoại đất nước chứ không phải là nó xây dựng một cái đất nước. Mà thì nãy xin nói vài câu với cái anh hồi nãy đang nói, thì tôi cũng chỉ là lợi minh, thì chỉ là lợi minh thôi. Tôi là không phải là công dân nước ngoài, tôi là công khi mà tôi nói tiếng Việt thì tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại vì tôi có quốc tịch Việt Nam, tôi cũng có hộ chiếu với chứng minh nhân dân, hộ khẩu giống như anh vậy. Cho nên mong anh đừng có phân biệt tôi là người nước ngoài. Khi mà thấy tôi nói tiếng Việt thì tôi là người Việt Nam. Khi nào mà tôi giao tiếp với người ngoại quốc thì cái đó là chuyện khác. Mặc dù tôi đang ở nước ngoài nhưng mà đối với tôi là tôi vẫn ở là một người Việt Nam ở trong nước, cùng đồng hành cùng tất cả những anh chị em các bạn hướng về quê hương và tổ quốc. Rồi chúng ta làm sao để vạch mặt những cái thành phần, những cái thế lực thù địch hiện nay nó đang sử dụng những cái truyền thông mạng để đặng nó thiên truyền. Chúng ta cần phải cảnh giác, nhất là mình đừng có đem những cái, mình đừng có lừa, mình đừng có truyền lại những cái video clip mà tụi nó đi biểu tình đó, chỗ này chỗ nọ đó. Mình có thể nói thôi, mình tại vì mình đưa nó ra đó, nó giống giống như là mình tiếp tiếp cái ngọn lửa cho tụi nó. Thì tôi chỉ góp ý kiến với anh chị em các bạn vậy. Chúng ta có thể nói ở những cuộc biểu tình nó đang thế nào thôi, cố gắng làm sao mình đừng có quay lại những cái live stream của tụi nó. Tại vì khi mà các bạn mà là quay lại những cái live stream của tụi nó thì mình đã góp một phần vô trong cái sự kích động đó, nguy hiểm lắm. Cho nên truyền thông Việt Nam mình hiện nay với cái sự mà một số người họ họ cũng chỉ vì tình yêu đất nước mà họ vô tình họ đăng lại những cái đoạn video clip biểu tình của những các thế lực mà nó đang chống phá. Cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận. Thì tôi lên tôi cũng muốn chia sẻ như vậy, mong rằng là dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam chúng ta hiện nay sẽ dàn xếp và ổn định được trật tự an ninh trong thời gian sớm nhất. Theo tôi thấy tình hình nói chung đó, hiện nay tôi thấy theo như cái nhìn riêng của anh đó Ngọc Hiếu, thì anh thấy rất là ổn định. Mình đã dẹp được những cái cuộc loạn rất là tốt. Hiện nay những cái sự gọi là lẻ tẻ nó đi kích, nó dùng cái truyền thông mạng đó nó đi kích động một số những người nhẹ dạ cả tin ở những cái thị trấn khác. Nhưng mà mình cố gắng, anh em mình cố gắng làm sao mà sử dụng cái mạng Facebook và truyền tất cả những truyền thông mình có được, và kêu gọi mọi người bình tĩnh và hết sức là bình tĩnh và hợp tác với lại cơ quan chức năng nhà nước để đặng mà vạch mặt những cái thành phần mà kích động đó, để cho nó để ngăn chặn những cái sự bạo động. Nói chung thì anh thấy tình hình trong nước, cái Bình Thuận thì đã im rồi mà hiện nay tụi nó dùng những cái video clip á, Ngọc Hiếu cũng như anh chị em các bạn, nó dùng những cái video clip nó xào xáo lại. Và anh xem á, tôi xem mà tôi thấy tụi nó xào tới nó xào lui và nó kích động, nó gọi là mình nép vô lấy, có nghĩa là nó làm cho người xem á, bị lôi cuốn vào trong những cái cuộc biểu tình như vậy đó. Nó gây cho người ta hoang mang. Tôi cũng mới gọi điện thoại trong về Việt Nam và hỏi thăm người thân ở trong nước, thì tôi cũng rất là buồn những cái thông tin ngay cả những người thân tôi trong nước mà họ còn không nắm vững được. Các anh chị các bạn thấy chứng tỏ là cái sức mạnh truyền thông mà
tụi thế lực thù địch nó sử dụng rất là xảo quyệt, mà tôi phải giải thích rất là nhiều, nói là những đó đó là những tất cả những cái video clip nó gọi là thông tin giả mạo không à, nó không có chính thống, hết sức là cẩn thận. Họ nói là bây giờ là ở những khu vực như là miền Tây cũng có những cái cuộc nổi loạn. Tôi nói không phải, tôi phải giải thích gãi cả lưỡi họ mới chịu tin đó. Các bạn biết đó, họ họ bị tụi nó dắt mũi đó, nó sử dụng những cái mạng ảo đó các bạn, nó làm như người ta tưởng thật. Nó nói bây giờ các bạn biết ở các bạn biết Tiền Giang mà tôi gọi mà người nhà tôi họ nói, tôi nói rất là buồn, tôi buồn khủng khiếp luôn. Tôi thấy là họ bị thiếu thông tin, họ lên họ coi trên YouTube không à, mới chết chứ. Các bạn thấy họ coi trên YouTube không à, các bạn nhìn thấy cái chuyện của tôi, á, họ lúc trước nó làm tất cả những người dân trong nước, những người gia đình của tôi, rất là nhiều người, nó không phải tất cả thì hơi quá đáng rồi, rất là nhiều người họ tưởng đâu thật không à, mà tôi ngồi ở đây tôi cười ngất luôn. Mà cái chuyện của đất nước hiện nay thì tụi nó lại làm y như vậy nữa, thì không thể nào mà ngồi cười được, mình chỉ ngồi mình buồn thôi. Mà tại sao mà bên cái ban tuyên giáo của mình, tôi nói yếu kém dã man luôn, tôi ngồi tôi chỉ buồn là chỉ nhìn thấy cái ban tuyên giáo của mình yếu dã man. Tại sao mà để người dân bị thiếu thông tin đến độ như vậy? Nó hỏi cái YouTube nó cực kỳ nguy hiểm, anh chị em các bạn biết, nó có thể nó lấy nó làm, nó gọi nó câu view câu like đó, nó câu đó, thành ra nó xào xáo lại. Và cái tụi mà phản động cái thế lực thù địch đó, nó sử dụng Facebook xong rồi nó qua đó nó xào lại, nó ghép lại, nó tạo những cái khung hình màng á. Các bạn biết khung hình màng mà nổi lên trước khi mà mình bấm vào mình xem á, thì nó mới vô cái câu chuyện thật. Mà khi mà các bạn chưa thấy bên ngoài thì nó làm y như thiệt vậy, nó làm nào là những cái bạo động ở chỗ này chỗ kia, nó ghép 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 lại. Nhưng mà mình khi mình click vào mình xem thì nó không có nổi lên những cái màn hình đó, mà nó nổi lên cái màn hình khác, nó nguy hiểm đến độ như vậy đó. Bởi vậy tôi không biết mấy ông truyền thông trong nước mấy ông làm cái quái gì, tại sao lại lại ơ hờ đến độ như vậy, khủng khiếp được chứ. Mà trong khi đó những cái đài tivi truyền hình trong Việt Nam cũng phát cũng rất là mạnh chứ. Không lẽ chỉ ngồi đó lo câu view kiếm tiền không? Mấy ông này truyền thông trong nước cần phải có một cái đội ngũ chơi chỉnh đốn lại. Ở bên Mỹ các bạn biết tụi truyền thông Mỹ, mặc dù nó bất mãn chính quyền nó như thế nào nữa, khi mà đất nước có bạo loạn hay gì đó, nó đồng một lòng với nhau, nó đăng tải những cái gì nó có chừng có mực hết. Mà khi mà nó nói cái gì cũng vậy, nó có cái khuôn khổ của nó hết. Tôi phải nói là đất nước của mình trong cái sự tự do dân chủ và dân quyền nó đi vượt vượt mức cái sự hiểu biết của tôi, nó vượt rất là xa. Cho nên nhiều mấy hôm nay thì phải nói là buồn, rất là buồn nhìn thấy cái sự mà truyền thông Việt Nam và bên ban tuyên giáo nó yếu kém mà đến nỗi mà để cho tụi nó muốn muốn tuyên truyền sao nó tuyên truyền. Và những cái thành thị vùng quê hẻo lánh mà người dân cũng không cập nhật, họ chỉ xem mấy cái YouTube, nó không ra gì hết, họ không phân biệt được cái nào đúng sai nữa, mới chết chứ. Thì nói Em chung thì tình nghĩ hình người lớn tuổi cần phải mở chương trình thời sự hàng ngày. ý là truyền thông báo chí của mình cũng cũng mấy trăm tờ, cũng mấy ngàn tập đoàn lận chứ không phải ít đâu, anh biết đông lắm mà. Mà tại sao không có một cái truyền thông nào mà nó chính thống, làm sao mà nó, anh không hiểu nổi Ngọc Hiếu. Phải nói rất là buồn. Anh chỉ tình hình thì anh thấy thì nói chung là rất là tốt. Anh thấy tình hình hiện nay trong nước rất là tốt, Bình Thuận đã im lặng rồi. Bình Thuận thì cái chỗ mà loạn nhất nó bắt nguồn ra thì đã được dọn dẹp và thu gom sạch sẽ lại. Và hiện nay những cái thành phần mà kích động nó đang bị dây bắt, cho nên tụi nó cũng khai ra dần dần để đặng mà tìm ra những cái manh mối để làm sao mà đưa ra ánh sáng để cho bà con sớm thức tỉnh. Hiện nay thì nói chung thì những cái vấn đề mà ồn ào những cái tỉnh nhỏ hay là một cái khu nào đó, các anh chị em chúng ta cố gắng kiềm chế, mình đừng có đưa những cái link đó ra, mình có thể chia sẻ nói chuyện thôi được rồi, mình đừng đưa đưa cái những cái link đó ra, tại vì
một nhóm người như hiện nay tôi mới xem, tôi thấy có một nhóm ở Tây Ninh đó, thì nó chạy xe, nó chỉ nhóm chừng vài chục người thôi, nó bị kích động hay một cái ăn tiền nó kích động hay sao đó thì nó kéo ra đường, thì được công công an cảnh sát cơ động người ta chặn lại. Mà mình cũng loan tin ra nữa thì mình loan tin cái video đó ra nữa thì rất là nguy hiểm. Mình chỉ đưa lên chia sẻ là mình nói đến cái kết quả thôi, có thể mình nói cái kết quả là đã được ngăn chặn kịp thời, nó để nó không có lan truyền đó, và nó tạo thành một cái sự hoang mang trong quần chúng. Thì tôi chỉ chia sẻ vậy thôi với Ngọc Hiếu để anh chị em chúng ta cùng nắm vững và cố gắng làm sao mà mình live stream để đăng, mình kêu gọi bà con thức tỉnh, hết sức bình tĩnh và hết sức thức tỉnh, nói chung là ổn định được cái sự trật tự của sự bình yên của đất nước càng sớm càng tốt. Thì, là như vậy. Thì ai có muốn lên nói chuyện thì tôi xin trả microphone lại. Xin lỗi cái anh hồi nãy nha, không phải là tôi giành nói với anh, nhưng mà tôi chỉ muốn lên chia sẻ để chúng ta cùng nhau mà làm sao có cái sự bình yên cho đất nước. Nhớ tôi nói với anh chị một lần nữa, tôi là người Việt Nam, tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi luôn luôn hướng về đất mẹ của tôi, dù tôi đang làm việc ở xứ người, nhưng đối với tôi Việt Nam là quê hương, đất nước là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi thề là tôi nếu tôi có chết tôi cũng sẽ lết về quê hương của tôi để tôi chết trên quê hương của tôi, chứ không tôi không bao giờ bỏ mạng ở nơi xứ người đâu. Tôi nói thật đấy, con người của tôi Dạ từ nó có một cái dòng máu ở trong 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 tâm hồn của tôi vậy. Cái nước của người ta là của người ta, tôi không phải là cái thứ mà sống bọng ngoại mà ngoại lai như vậy đó. Tôi không có những cái tư tưởng như vậy. Việt Nam trong trái tim tôi mãi mãi là như vậy, tôi là người Việt Nam. Xin trả microphone lại cho dạ Ngọc Hiếu. Chào anh chị em các bạn trong diễn dạ đàn. cảm ơn anh, cảm ơn anh ạ, chúc anh và gia đình sức khỏe ạ. Anh Lâm Nguyễn lúc một ngày ít nhất 4 lần. Lên càng nhiều càng tốt. Lên quên ăn, lên quên ngủ cũng được. Em cần phải lên để nói cho mọi người biết. Hãy tỉnh táo trong mọi cái những cái thời gian này, nhất là cái thời gian mà chúng đi biểu tình ạ. Chúng ta không được tụ tập đám đông, chúng ta không được lại gần những cái đám đông đó, chúng ta phải đi ra xa chỗ khác và chúng ta đi về nhà. Thế thôi, để cho công an họ 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 biết đường, họ 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 biết là ai là dân và ai là địch đó, để họ làm việc. Chứ còn chúng ta không có được lại gần đám đông như vậy, tạo nên hiệu ứng đám đông nó rất là nguy hiểm, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Những cái ngày 16 và ngày 17 là không được, không nên ra đường nếu không có việc gì cần thiết, tại vì chúng nó lợi dụng khi mà đông người quá, nó kẹt xe kẹt đường là chúng lợi dụng đám đông đấy, chúng giả danh công an cảnh sát thì vô tình chúng đâm một người nào đó thì có phải là tội không? Cho nên là mọi người cố gắng đi, làm sao mà chúng ta làm sao mà chúng ta cứ cần phải gọi là tuyên truyền được càng nhiều người dân giải đọc cái thông tin càng tốt đó, để cho mọi người hiểu được thế nào là an ninh mạng, mọi người hiểu được thế nào là đặc khu 99 nha bà con. Thôi cũng khuya rồi, bây giờ là 12 giờ kém rồi, 23 giờ 51 phút. Hiếu Ngọc cũng chúc mọi người ngủ ngon nhé. Rồi có gì mai Hiếu Ngọc lại tiếp tục chương trình, mọi người chia sẻ mạnh clip này đi. Sau khi Hiếu Ngọc thoát ra rồi thì mọi người chia sẻ mạnh clip, và tất cả những ai mà có được những cái hình ảnh, tất cả những ai, cái thằng Tân Phạm này mày bị điên à? Cái thằng Tân Phạm này tao có đào mả bố nhà mày lên không mà mày lại vào đây mày chửi tao à, thằng Tân Phạm này? Cái loại chúng mày là cái loại ăn ăn mày dĩ vãng, chúng mày vào đây làm cái gì? Chúng mày biến ra khỏi nhà tao đi. Tao có điên tao cũng không làm đĩ với bố mày đâu mà mày phải vào đây mày chửi tao nhá. Bố mày ở bên Mỹ á. Bố mày đi làm đĩ với cái loại Mỹ đen á, nghe chưa? Mày đừng có mà vào đây mày chửi tao. Tao có làm gì nhà mày đâu mà mày chửi tao. Hả? Má nhà mày chưa? Mày ăn cơm hay mày ăn cứt mà mày ngu thế, mày cứ bước vào những cái diễn đàn người người Việt cùng với nhau, mày đi ra nước ngoài mày mày để cái tên mày là tên nước ngoài, thế là mày mất vợ, mất mất hết cả dân tộc, mất hết cả tự tôn dân tộc, còn còn gì nữa.